câu chuyện hoàn toàn khác. Không việt vị, Hùng Dũng, và đó là bàn thắng thứ ba, 3-0. Và có thể nói là mọi thứ đã kết thúc với Thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi bàn là Romario. Và lại một lần nữa các cầu thủ Hà Nội phá bẫy việt vị thành công trước khi ghi bàn. 3-0. Hết sức thuyết phục bằng đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, Hà Nội đã trừng phạt đối phương bằng những sai lầm nhỏ nhất. Họ đã có 3 bàn thắng ở trong hiệp 2. Thành phố Hồ Chí Minh có thể khởi đầu tốt hơn ở trong hiệp đấu thứ hai này, nhưng họ đã đánh mất tất cả bằng những khoảnh khắc mất tập trung, bằng chính cái cách mà họ đã ngăn chặn đối phương chờ một, đó là những tướng bắt việt vị. Rõ ràng là Hùng Dũng không hề việt vị ở pha bóng này, và công việc còn lại của Romario là quá đơn giản. Đúng là chơi như thế này thì Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể để thua thêm, bởi khoảng trống phía sau lưng của họ là quá nhiều. Nhưng để thủng lưới trong pha bóng vừa rồi thì đó là một dấu hiệu tệ hại của hàng phòng ngự đội chủ sân Thống Nhất. Họ có đầy đủ mọi sự tính toán.